Tập 4. Tỷ tỷ, muội đây. Hải Lan. Sao muội còn chưa dọn đi? Muội nói với hoàng hậu là đồ đạc vẫn chưa thu dọn xong, mai mốt mới dọn. Hoàng hậu đã cho muội ở lại. Muội ngồi đi. Ừ. Ta biết tâm ý của muội, nhưng mà muội đừng để bị giam chung với tỷ ở đây. Đi sớm đi. Nhưng muội không muốn đi đâu cả. Muội chỉ muốn ở chung với tỷ thôi. Vả lại muội vẫn được tự do ra vào, dù sao cũng tiện hơn. Thuận tiện nhất thời thì được gì chứ. Với tính khí của thái hậu thì sẽ không dễ dàng tha cho tỷ đâu. Trước mắt thái hậu đang buồn bực, đợi qua một thời gian thái hậu bớt buồn phiền thì muội và Lục Quân tỷ tỷ sẽ tìm cách đi cầu xin thái hậu. Thái hậu bị làm sao? Thái hậu đang ở trong Thọ Khang cung, vẫn chưa được dẫn đến Từ Ninh cung. Tại sao? Nghe nói là hoàng thượng còn đang cho người tu sửa Từ Ninh cung. Đại thần đều đang khuyên hoàng thượng về chuyện này. Thái hậu ở trong Thọ Khang cung, tức là danh phận chưa được chính thức. Giờ đang là lúc nào mà chủ tử còn lo cho thái hậu? Thái hậu ở đâu cũng như nhau thôi. Tất nhiên là không phải. Nếu thái hậu là thân mẫu của hoàng thượng thì sẽ không tính toán về điều này. Nhưng chính vì không phải là thân mẫu, cho nên nếu không chu toàn một chút sẽ sinh ra hiềm khích, sẽ khiến cho mẫu tử ly tâm. Tỷ tỷ, mãn cung đại thần và các phi tần đều không nghĩ ra được cách giải quyết. Tỷ tỷ nên dự tính trước cho bản thân đi. Hoàng thượng, hôm qua vụ nội phủ nói phong hiệu của các phi tần đều đã được nội các soạn xong, mời người định đoạt. Không vội, người vẫn chưa đầy đủ mà, làm sao sắc phong được? Thành anh muội muội vẫn đang thủ hiếu, nhưng vì chuyện này mà kéo dài chuyện phong thưởng của người khác thì thật không hay. Hoàng thượng, Từ Ninh cung nếu đã được tu sửa xong thì hãy cho Hoàng Ngạch Nương sớm ngày dọn vào. Biết đâu chừng Hoàng Ngạch Nương thấy vui sẽ cho Thanh Anh muội muội ra sớm thì sao? Nếu trẫm thật sự làm vậy, Hoàng Ngạch Nương vẫn không đổi ý thì sao đi? Trẫm lại phải tìm cách nào để chiều lòng Hoàng Ngạch Nương. Hoàng hậu, nàng nghĩ đơn giản quá rồi. Dạ, thần thiếp lỡ lời. Hoàng hậu suy nghĩ thêm là được rồi. Trẫm về Dưỡng Tâm Điện trước, nàng cũng về đi. Khởi kiều. Thần thiếp cung tống hoàng thượng. Khởi giá Dưỡng Tâm Điện. Nương nương, di cung là chuyện khó nói, theo nô tỳ thấy người đừng nhắc đến sẽ tốt hơn. Di cung là chuyện ngoài mặt, bên trong là liên quan tới Thanh Anh. Chuyện lưỡng cung bất hòa, bổn cung cũng rất khó xử. Hoàng thượng thật là giỏi chịu đựng. Ô Lạp Na Lạp Thị đã bị giam hết nửa tháng, vậy mà nó không nói tiếng nào, cũng không tới xin cho cô ta. Nếu thái hậu muốn dọn tới Từ Ninh cung thì nói một tiếng với hoàng thượng là được rồi. Tội gì phải tốn nhiều tâm sức như vậy? Nếu ai gia mở miệng nhắc với hoàng thượng nhưng bị từ chối, không lẽ phải khẩn cầu sao? Nếu hoàng thượng vì Thanh Anh mà đến xin ai gia thì ai gia sẽ thuận nước đẩy thuyền, đề xuất muốn dọn đến Từ Ninh cung. Vậy tức là một chuyện đổi một chuyện. Vẫn là thái hậu suy nghĩ chu toàn, nhưng mà hoàng hậu và các chủ tử khác cũng sẽ khuyên nhủ hoàng thượng. Nói không chừng hoàng thượng sẽ còn đích thân đến đề xuất chuyện di cung trước nữa đó. Được vậy thì còn gì bằng. Nô tỳ thấy người làm thái hậu còn không sung sướng bằng lúc còn làm quý phi. Ai già hỏi người, xưa nay trong hậu cung người nữ nhân nào leo lên được vị trí thái hậu này phải dựa vào phần phước gì? Xưa nay những người được lên làm thái hậu đều là người sinh được tân đế hoặc là hoàng hậu của tiên đế. Nhưng người đã hết lòng hết sức phò trợ hoàng thượng lên ngồi vị trí cửu ngũ chí tôn, người được lên làm thái hậu là phước phần của người, cũng là phước phần của hoàng thượng. Ơn nghĩa dưỡng dục
Ghi nhớ nhất thời thì dễ, ghi nhớ cả đời khó lắm. Hoàng thượng vừa đăng cơ, Ai Gia không thể nhượng bộ. Nhân lúc cánh của nó còn chưa cứng cáp, phải lập quy tắc mới được. Nột thân đại nhân vì chuyện Di Cung mà đã tranh luận nửa ngày với hoàng thượng. Người hãy uống hớp trà thấm giọng. Ừ. Tần Lập đã đến trả lời. Từ Ninh Cung đã được tu sửa xong, Thái Hậu có thể Di Cung bất cứ lúc nào. Hoàng Ngạch Nương dưỡng dục trẫm nhiều năm vất vả, nhất định sửa Từ Ninh Cung cho đến khi hài lòng. Nói Tần Lập, sửa thật kỹ, sửa thật đẹp, không cần phải vội. Dạ. Trong tẩm điện của trọng có sợi dây như ý, thay trọng mang tới cho Thanh Anh. Nhưng Thanh chủ tử đang bị giam thủ hiếu mà. Cô ấy không ra ngoài được, người ngoài không vào được sao? Nô tài hồ đồ, nô tài hồ đồ. Còn nữa, trên kệ của Quyển Khúc Phổ, thay trọng mang tới cho cô ấy luôn. Dạ, giờ nô tài đi làm ngay. Nô tài xin thỉnh an Thanh chủ tử. Đứng dậy đi, Dương Công Công. Dương Công Công, cuối cùng ông cũng tới. Hoàng thượng cho thả chủ tử chúng tôi ra ngoài, có phải không? Vậy thì không phải. Vũ chỉ của Thái Hậu là giam Thanh chủ tử ở đây thủ hiếu. Hoàng thượng cũng không tiện tới đây. Bây giờ nô tài cũng là âm thầm lén vào đây mà thôi. Đây là hai món đồ của hoàng thượng sai nô tài mang tới. Trên ngựa sao tường. Một sợi dây như ý. Ý của hoàng thượng là hy vọng Thanh chủ tử mọi chuyện như ý. Và còn một quyển nhạc phổ. Hoàng thượng nói do Thanh chủ tử trong lúc rảnh rỗi nhàn hạ hãy mở ra xem. Thay ta đa tạ hoàng thượng, ta không thể ra ngoài chính miệng tạ thánh ư. Hoàng thượng cũng hiểu, cho nên đã phái nô tài tới đây lấy một món đồ của Thanh chủ tử đem về để làm hồi lễ. Là món đồ gì? Hoàng thượng nói là chỉ cần là món đồ của Thanh chủ tử là được. Đây là chiếc khăn tay ta vừa theo. Làm phiền Dương Công Công đưa cho hoàng thượng. Dạ. Yeah. Nô tài xin cáo lui. Đa tạ Dương Công Công. Dạ. Yeah. Công Công đi thông thả. Dương Công Công, phía hoàng hậu và quý phi đều tới hỏi thăm tin tức của hoàng thượng. Chuyện hôm nay có cần bẩm báo một tiếng hay không? Tâm tư hoàng thượng sâu, chuyện này khoan hãy nhắc đến, không được nói cho người nào biết. Dạ. Chủ tử, hoàng thượng quả là rất nhớ thương người. Nô tỳ còn cho là một tháng nay hoàng thượng không lên tiếng vì đã quên người rồi. Sao tường trên ngựa là vở tuồng ta và hoàng thượng cùng xem khi lần đầu gặp. Hoàng thượng thật là có lòng. Ta phải tìm cách ra ngoài một chuyến. A Nhược, ngươi đi mời Hải Đường Tại đến đây đi. Dạ.
cần thiết với ngàn hoàng thượng. Nàng đã hầu hạ trẫm bấy lâu nay, tại sao gặp trẫm vẫn còn rụt rè e ngại gì? Thần thiếp thất lễ. Trước giờ nàng rất ít khi chủ động tới gặp trẫm. Hôm nay tại sao đột ngột tới đây gặp trẫm? Đứng dậy trước đi. Tạ hoàng thượng. Hải Lan, trẫm còn nhớ nàng và Thanh Anh rất thân nhau. Thần thiếp đến đây chỉ để xin hoàng thượng đừng quên tỷ tỷ. Diệp Tâm, trận mưa này lớn quá, ta không muốn đi bộ, đi gọi Kiều đến cho ta. Dạ. Ở đây đợi ta. Ta vào trong lấy điểm tâm được làm mang đến cho hoàng thượng. Một lát sẽ ra ngay. Các ngươi đừng khóa cửa lại. Dạ. Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng. Đứng dậy, đứng dậy mau. Ốm rồi cũng tiều tụy đi, nàng đã chịu khổ rồi. Thần thiếp được hoàng thượng thương nhớ nên không khổ. Trẫm vẫn chưa đi xin hoàng ngạch nương cho nàng, sao là thương nhớ? Nhưng hoàng thượng người cũng có nỗi khổ. Nàng quán đổi với Hải Lan không bị phát hiện chứ? Không có. Nàng xem, hôm nay thật trùng hợp, màu sắc của y phục nàng cũng giống y phục của trẫm. Ra ngoài vội quá nên thần thiếp không kịp sửa soạn. Không cần sửa soạn, quan trọng nhất là tâm ý tương thông. Chúng ta không gặp bao lâu rồi? 35 ngày. Hoàng thượng, thần thiếp có làm vài món điểm tâm, người nếm thử đi. Cũng được, mau đem tới đi. Nàng bị giam lỏng còn tâm tư làm điểm tâm sao? Ba loại bánh này đều là loại hàng ngày hoàng thượng thích ăn, thần thiếp đã làm quen rồi. Bánh bột sen đường quế này là thái hậu thích ăn nhất. Thần thiếp vẫn đang tập làm, nhưng vẫn chưa có cơ hội cho thái hậu nếm thử. Mùi vị vẫn rất ngon, không hề kém đi chút nào. Có điều là nàng có dụng tâm tới mấy, hoàng ngạch nương chưa chắc đã thích. Thế sự bất tuyệt đối, biết đâu vài ngày nữa thái hậu sẽ cho người thả thiếp ra. Nè, loại bánh này chua chua ngọt ngọt, nàng thích ăn.
Hoàng thượng thích bình hoa nên bốn mùa cắm hoa vào. Người làm bạn với hoa được ngửi hương hoa khắp phòng, lúc ngủ có tác dụng thư giãn thoải mái. Nhưng bây giờ đốt long tiên hương, không cắm hoa cũng tốt, tránh làm mùi hương bị rối. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Cho nên nàng xem, bình hoa ở bốn góc đều được để trống. Lúc trẫm rảnh rỗi nhìn ngắm chúng thưởng thức cho thư giãn cũng rất thú vị. Bức họa đó hình như ẩn chứa câu chuyện gì đó. Lão lai tử mặc áo hoa làm trò, nàng không nhớ câu chuyện này sao? Nhị thập tứ hiếu. Câu chuyện đầu tiên trong nhị thập tứ hiếu là mẫu tử khiên đang y phụng thân. Nàng nhớ lầm rồi. Câu chuyện đầu tiên trong nhị thập tứ hiếu là Ngưu Thuấn hiếu cảm động trời. Câu chuyện thứ hai mới là mẫn tử khiên đang y phụng thân. Trong lòng của hoàng thượng luôn có hiếu đạo, cho nên mới rõ ràng như vậy. Câu chuyện đầu tiên trong nhị thập tứ hiếu là Ngưu Thuấn hiếu cảm động lòng trời, chứng tỏ trong lòng của người đời bách thiện hiếu di ti. Nhất là Quân Dương làm tấm gương tuyên dương hiếu đạo. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bận rộn chính vụ, đã quên Thái hậu đang ở Thọ Khang cung rồi sao? Bản thân Hoàng Ngạch Nương không nhắc, trẫm để cho Từ Ninh cung được từ từ tu sửa cho thật tốt. Không phải bản thân Thái hậu không nhắc, mà là đang nhường cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo cho hoàng thượng. Trẫm cũng muốn Hoàng Ngạch Nương dọn đến ở Từ Ninh cung. Có điều cô mẫu nàng vừa mới qua đời, lại bắt nàng bế môn thủ hiếu. Hoàng Ngạch Nương độc đoán chuyên quyền, không hề nghĩ đến cảm nhận của trẫm. Thái hậu và cô mẫu tích quán quá sâu, xin hoàng thượng đừng lo nghĩ cho cô mẫu của thần thiếp, để tránh phá hoại mẫu tử thiên hòa. Tất nhiên trẫm mong muốn dùng sức thiên hạ cho Hoàng Ngạch Nương an hưởng tuổi già. Nhưng trẫm chỉ vừa mới đăng cơ, Hoàng Ngạch Nương đã hành động quá đáng. Thần thiếp chỉ xin hoàng thượng làm tấm gương cho thiên hạ, khiến bá tánh kính phục. Tuyệt đối đừng chỉ lo nghĩ cho một mình thần thiếp mà thôi. Nhưng trong lòng trẫm luôn có một rào cản không thể vượt qua. Ngạch Nương thân sinh của trẫm. Ngạch Nương thân sinh của hoàng thượng chỉ có Thái hậu. Hiện bà ấy đang ở Thọ Khang cung đợi hoàng thượng đến đón bà ấy đến Từ Ninh cung. Hoàng Ngạch Nương chuyên chính nhiều năm, ở trong triều và trong cung đều rất có quyền thế. Chỉ có một nột thân là người trong tộc Hoàng Ngạch Nương, quyền khuynh tam triều. Nếu chuyện gì trẫm cũng chịu theo ý Hoàng Ngạch Nương, thì khác nào trẫm bị dắt mũi chứ. Hoàng thượng, người không phải chịu ý, đó là hiếu thuận. Ở hậu cung, hoàng thượng có thể hết lòng hiếu thuận Thái hậu. Đứng trước triều, với tài cán và khí phách của hoàng thượng cũng đủ uy chấn thiên hạ. Hoàng thượng lòng đầy thao lược, kính mong hoàng thượng tâm tư. Cảnh Nhân cung vừa mới qua đời, nàng đã chứng minh Hoàng Ngạch Nương trong sạch. Nếu Hoàng Ngạch Nương biết được nàng đến xin trẫm, nhất định bà ấy rất hối hận khi đối xử với nàng như vậy. Nếu được như vậy thì tốt. Mong hoàng thượng sẽ mở rộng tấm lòng, đừng tính toán chuyện cũ. Chuyện này cũng đã qua hơn một tháng, Thái hậu cũng rất khó xử. Hoàng thượng, chiều theo ý của nàng hả? Hiếu kính Hoàng Ngạch Nương, an dưỡng tuổi già, chịu chưa? Làm theo ý nè. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Nàng đừng lo, trẫm sẽ nhân lúc trong lòng Ngạch Nương đang vui, sẽ nàng nỉ giúp nàng hả? Thần thiếp phải đi rồi, Hải Lan vẫn còn đang ở trong đó. Được rồi, trẫm tỷ nàng ra ngoài. Hoàng Ngạch Nương vừa nhìn qua Từ Ninh cung, người thấy tu sửa thế nào? Con còn nhớ Ai Gia một lòng lễ Phật. Trong Phật đường có đến 3 bức tượng Phật, và cho tu sửa lại hoa viên này thật là đẹp. Không bước ra cửa cũng có thể ngắm kỳ hoa dị thảo. Con nên đón Hoàng Ngạch Nương đến Từ Ninh cung sớm hơn mới phải.
Chẳng qua con vừa mới đăng cơ, công việc của tiền triều làm không sởi, là muốn tu sửa Từ Ninh cung cho thật đẹp một chút, mới đón Hoàng Ngạch Nương vào ở. Con mong là Hoàng Ngạch Nương có thể yên tâm an dưỡng tuổi già. Chính vụ tiền triều quan trọng hơn, chuyện của hậu cung không đáng là gì hết. Hoàng thượng, con vừa mới đăng cơ, có biết bao nhiêu người thấy con còn trẻ nên dòm ngó rình rập. Vì vậy, công việc của triều chính con phải hỏi những lão thần tử nhiều hơn, không sai đâu. Ừ. Con cũng nghĩ vậy. Nột thân là tộc thân của Hoàng Ngạch Nương, con cũng dự định gia phong cho ông ấy là nhất đẳng công. Còn nữa, con vừa đăng cơ, phải gia quy hiệu cho Hoàng Ngạch Nương. Lễ bộ đã đặt hai chữ Sùng Khánh. Hoàng Ngạch Nương thấy thế nào? Hoàng đế có hiếu tâm, không gì có thể bằng. Tiền triều bận, con hãy về trước đi. Dạ được. Vậy con xin cáo lui. Ừ. Đợi thêm vài ngày nữa, con sẽ dẫn theo hoàng hậu và các phi tần tới đây thỉnh an Hoàng Ngạch Nương. Đi đi. Con xin cáo lui. Hoàng thượng đã làm cho Thái hậu viên mãn, làm tròn hiếu đạo. Ngươi đi gọi Thanh Anh tới đây đi. Ai gia có chuyện muốn nói với cô ta? Dạ. Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu. Hoàng thượng nói ngươi làm đủ. Xin hoàng thượng, là vì khuyên nhủ cho ai gia được di cung. Trong lúc thần thiếp bế môn thủ hiếu đã tự ý rời khỏi, kính mong Thái hậu tha thứ. Nói giúp cho ai gia nào có tội gì. Đứng dậy đi. Có điều ai gia chưa từng nghĩ bản thân đáng thương như vậy. Việc ta di cung phải nhờ đến một người đang thủ hiếu như người đi khuyên hoàng thượng. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bận rộn triều chính, nhất thời lo không xuể. Cho dù thần thiếp đang ở tìm đệ, cũng nên đi nhắc nhở hoàng thượng. Không ngờ hoàng thượng nghe lời khuyên của ngươi. Ai gia cho rằng hiếu tâm của hoàng thượng không bằng cả ngươi. Làm sao thần thiếp sánh bằng lòng hiếu thảo của hoàng thượng? Hoàng thượng nói người là trưởng bối tôn quý nhất của thiên gia, là thái hậu duy nhất trong Tử Cấm Thành, phải có điện vũ xứng tầm mới được. Vì vậy mà hoàng thượng yêu cầu Từ Ninh cung phải hoàn thiện thật hoàn mỹ, nên chậm trễ một chút. Miệng lưỡi ngon ngọt, vừa bảo vệ được hoàng thượng, vừa giúp ai gia có đủ thể diện. Mặc dù ngươi là chí thân của Cảnh Nhân cung, nhưng mà chuyện gì cũng hiếu kính ai gia trước tiên. Vậy thì công đã xóa được tội. Được rồi, ngươi hãy đi tu xếp dọn ra khỏi tìm đệ đi. Thủ hiếu ở trong tâm là được rồi. Dù sao cũng là phi tần của hoàng thượng, nên về hậu cung ở sẽ hay hơn. Thần thiếp đa tạ Thái hậu. Thần thiếp còn một chuyện muốn xin Thái hậu. Cái tên Thanh Anh của thần thiếp là được đặt lúc thần thiếp còn nhỏ. Thần thiếp cảm thấy nó không hợp với thời thế. Không hợp thời thế? Dạ. Hoa anh đào đều là màu hồng, nhưng thần thiếp là anh đào xanh, cho nên không hợp thời thế. Thần thiếp không chỉ là con gái của Ô Lạp Na Lạp Thị, còn là con dâu của Ái Tân Giác La. Cho nên thần thiếp muốn nhờ Thái hậu ban cho tên mới, để thần thiếp có thể cắt đứt quá khứ và có hạnh phúc mới. Ngươi nghĩ vậy sao? Dạ. Vậy ngươi mong muốn điều gì nhất? Tình sâu nghĩa nặng, tâm ý tương thông. Như ý có được không? Là như ý của mọi việc như ý sao? Ai gia đặt là ý của ý đức, nghĩa là tốt đẹp yên tịnh. Hầu Khán Thư nói ý đức cao phong khiến người kính ngưỡng, nhân tài ảnh thành sông, chính là chuyện tốt đẹp như ý nhất. Thế gian này nhất động chi bằng nhất tịnh, cũng chỉ có tịnh mới tốt đẹp. Tạ Thái hậu.
Có điều thần thiếp vẫn chưa hiểu. Ý tuy rất tốt, tại sao lại là như ý? Ngươi vẫn còn trẻ, chưa hiểu sự tốt đẹp hoàn mỹ trên thế gian quả hiếm có. Nếu được như ý đã là rất tốt. Thần thiếp xin ghi nhớ những lời dạy của Thái hậu. Được rồi, đêm khuya rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Sau khi ra tìm đệ sẽ là cuộc đời mới. Thần thiếp cáo lui. Chẳng phải Thái hậu rất ghét Ô Lạp Na Lạp Thị hay sao? Tại sao dễ dàng thả cô ta ra như vậy? Giống như là đùa vậy. Các ngươi lui ra hết đi. Dạ. Có thể khiến Hoàng Ngạch Nương không ghét nữa mới là bản lĩnh của muội ấy. Hoàng Ngạch Nương còn ban tên cho muội ấy tên Như Ý. Hoàng thượng còn đích thân đi thăm muội ấy. Như ý? Như ý gì chứ? Nhưng khiến cho thần thiếp nhớ ra, năm đó lúc tuyển chọn Phúc Tấn, hoàng thượng đã ban một cây như ý cho cô ta. Còn chọn cô ta là đích Phúc Tấn. Thái hậu hạ chỉ cho thả Như ý, vậy hoàng thượng sẽ định phong hiệu hành lễ sắc phong cho chúng ta đúng không? Xem ra chúng ta phải đa tạ cô ấy. Hoàng thượng xem trọng cô ta vậy sao? Bổn cung thật không thể nhịn nổi. Nghe nói chuyện lần này, tiểu tiện nhân Hải Lan đã giúp không ít. Trước giờ Hải Lan không được hoàng thượng sủng ái, cho nên vẫn luôn dựa vào Như ý. Nhưng nói ra cũng lạ thật, một người xinh đẹp như vậy, tại sao hoàng thượng lại không thích chứ? Xinh đẹp thật nhưng không biết ứng xử. Nhìn thấy hoàng thượng là trốn, trốn không được thì cũng rụt rè. Người đàn ông nào mà thích chứ? Lòng dạ nhỏ hẹp. Nếu không tại hoàng thượng uống sai thì đâu có sủng hạnh cô ta. Không có gia thế, cũng không biết lấy lòng hoàng thượng, có phần tội nghiệp. Bây giờ xem ra đã biết làm chút chuyện rồi, không còn ngớ ngang ngớ ngẩn như ngày thường nữa. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Hải Lan vẫn chưa được phân chia cung thất phải không? Cô ta chỉ là thường tại, chỉ có thể ở theo chủ vị thôi. Vậy xin nương nương hãy cho thần thiếp được toại nguyện. Muội muốn làm gì? Chúng ta không thể để cô ta mọi việc như ý, càng không thể để cô ta và Hải Lan cá mè một lứa. Hiện tại hoàng thượng xem trọng cô ta như vậy, nếu chúng ta không đề phòng hơn thì sau này làm gì còn chỗ đứng cho chúng ta nữa. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời người đến dưỡng tâm điện nói chuyện. Theo lý thì Hy Nguyệt và Như Ý đều là Trắc Phúc Tấn, nhưng khả năng kinh nghiệm của Hy Nguyệt kém hơn, vị trí sắc phong cũng nên thấp hơn một cấp. Nhưng hiện giờ Hy Nguyệt đã là quý phi, nên chỉ có thể phong Như Ý làm hoàng quý phi thôi. Trong cung xưa nay chưa có tiền lệ, mới vừa phong đã là hoàng quý phi, vậy thì hãy lấy danh vị là quý phi thôi. Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ là Như Ý muội muội dù sao cũng vừa mới ra, hành sự khiêm tốn nhẫn nại một chút vẫn sẽ tốt hơn. Giả lại Cao Bân đang giúp hoàng thượng lo đê điều công tại xã Tắc, đem so ra thì cả tộc Ô Lạp Na Lạp Thị không còn người nào có thể ra sức cho triều đình nữa. Không biết có thể để Như ý muội muội chịu thiệt thòi một thời gian trước, phong cho danh vị phi hoặc là tần. Đợi sau này đến ngày lễ Tết còn là có con rồi, mới tấn phong cũng chưa muộn. Danh vị phi cũng được. Ngoài ra Cao Bân còn có công với nước, tất nhiên chẳng phải gia thưởng. Thượng quý phi và cả tộc Cao thị được vinh dự đại kỳ vào bổn kỳ mãn châu. Thân mẫu thánh tổ Đông thị nhất tộc của Hiếu Khang Trương hoàng hậu là tộc đầu tiên được đại kỳ từ khi Đại Thanh khai quốc đến nay. Thiếp nghĩ Cao Bân nhất định sẽ xả thân đầu rơi máu đổ hiếu trung với hoàng thượng. Ừ. Ngoại thưởng đại thần, nội phong phi tần vốn là có liên quan tới nhau. Danh vị của Như ý có hơi thiệt thòi. Cung thất, hãy cho cô ấy giật khôn cung. Dực Khôn Cung tuy tốt, có điều trước đây niên thị Đôn Túc hoàng quý phi của tiên đế đã từng ở đó. Hoàng thượng cũng biết Hoàng Ngạch Nương và Đôn Túc hoàng quý phi xưa nay không được hòa thuận. Nếu như Như ý vào đó ở, chỉ e trong lòng của Hoàng Ngạch Nương. Ừ, vẫn là hoàng hậu nghĩ chu đáo. Vậy Vĩnh Thọ Cung và Cảnh Nhân Cung đều không ở được, các cung khác cũng đang tu sửa, trong nhất thời không vào ở được.
Hiện giờ chỉ còn lại Diên Hy Cung mà thôi. Diên Hy Cung là nơi hẻo lánh, vẫn chưa được sửa lại. Như ý muội muội hiện giờ không nên phô trương. Diên Hy Cung mặc dù hẻo lánh, nhưng thần thiếp sẽ ra lệnh cho nội vụ phủ bố trí tỉ mỉ, sẽ không để muội ấy thiệt thòi. Vậy cũng được, phải bố trí thật tỉ mỉ, đừng để Như Ý ở không được thoải mái. Dạ. Nô tài Tần Lập xin thỉnh an hoàng thượng, xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. Đứng dậy đi. À, hoàng thượng, nội các đã thảo xong phong hiệu phi tần, tôn vinh rất rõ, mời hoàng thượng xem qua. Trình lên đây. Hoàng thị phong nghi quý phi, kim thị phong gia quý phi, tô thị phong thuần tần, ô lạp na lạp thị phong làm nhàn phi, cao thị phong làm tuệ quý phi. Cao thị này thông tuệ chỗ nào? Phong hiệu này có hơi mỉa mai đó. Có lẽ chữ tuệ này là sự kỳ vọng của hoàng thượng dành cho quý phi, hy vọng cô ấy thông tuệ lanh lợi, vì vậy mới được ân hưởng toàn tộc, được đài kỳ đó. Hoàng đế thật giỏi soi dịu người của tiền triều hậu cung. Tốt lắm, tốt lắm. Danh vị đã định, cuối cùng chuyện cũng đâu vào đó. Lần này lục cung đã được yên ổn rồi. Sai. Định danh vị cao thấp, cuộc phân tranh ở lục cung mới được xem là bắt đầu. Chủ tử được phong làm nhàn phi, chúng nô tỳ đều vui. Có điều, dù sao quý phi cũng cao hơn một bậc. Quý phi được hoàng thượng đài kỳ, giờ đây càng lên mặt đắc ý hơn. Nhưng mà chẳng phải hoàng thượng nói cho chủ tử ở Dực Khôn cung sao? Sao lại đổi thành Diên Hy cung? Có lẽ Dực Khôn cung hiện giờ không để cho người vào ở, Diên Hy cung cũng được mà. Nhưng mà kế bên Diên Hy cung là con đường dành cho cung nhân qua lại, nơi đó vừa xa vừa phức tạp và nhiều năm nữa chưa được tu sửa. Không lẽ đây là ý của Thái hậu? Bà ấy lòng vẫn còn oán trách người sao? Ta cũng không biết. Bây giờ chúng ta được rời khỏi đây đã là tốt lắm rồi. Dạ phải, chúng ta hãy tranh thủ thu dọn. Chủ tử, nô tài thấy Diên Hy cung này mặc dù ở bên cạnh con đường dành cho cung nhân ra vào, nhưng đóng cửa chính lại cũng rất thanh tịnh. Tuy có hơi cũ kỹ nhưng đơn giản tao nhã, tốt lắm. Chủ tử thật dễ hài lòng. Người của nội vụ phủ quét sân cũng không sạch sẽ. Nô tỳ thấy Thừa Càng cung và Khôn cung có cảnh trí vừa đẹp, vừa gần với dưỡng tâm điện của hoàng thượng. Ở chỗ này, không biết hoàng thượng có thể tới đây được bao nhiêu lần. Hảo tỷ tỷ, nếu hoàng thượng muốn tới thì sẽ không ngại đường xa, nếu không muốn tới thì dù có ở di phòng phía sau dưỡng tâm điện cũng không ích gì. Cũng phải, được rời khỏi tiềm đệ đã may mắn lắm rồi. Chủ tử, nô tỳ đi thắp hương an thần cho người, vừa đổi sang tẩm điện khác sẽ dễ ngủ hơn. Được. Chủ tử, người đã đợi hai canh giờ rồi. Nếu như thấy mệt, chúng ta hãy đến mái hiên nghỉ một lát đi. Thần thiếp Kha Lý Diệp đặt Hải Lan, thỉnh an quý phi nương nương. Xin nghe theo sắp xếp của quý phi nương nương. Con của ta chắc đói rồi. Những con khổng tước của nương nương đúng là nhất tuyệt ở trong cung. Đều là của hoàng thượng ban tặng, hoàng thượng đúng là thương nương nương nhất. Con của ta, mau ăn đi. Nếu hoàng hậu nương nương đã cho cô đến Hàm Phúc cung ở chung với bổn cung, bổn cung thân là chủ của nhất cung sẽ cho cô ở. Nhưng cô cũng cần phải biết phép tắc. Dạ. Nếu như cô đã đến, bổn cung nói cho cô biết,
Năm đó cô làm cách nào quyến rũ hoàng thượng lúc say rượu và cấu kết với nhàn phi trở thành thị thiếp của hoàng thượng, trong lòng cô tự biết. Nhưng giờ đây đã tới chỗ bổn cung, cô còn dám có ý đồ khác, bổn cung sẽ không tha cho cô. Tần thiếp không dám. Được rồi, cho cô căn phòng phía tây. Đi đi. Tạ quý phi nương nương. Để đồ xuống quét dọn sạch sẽ. Chủ tử, căn phòng này hướng tây, mùa hè sẽ rất nóng, còn mùa đông sẽ lạnh như hầm băng vậy. Người làm sao mà ở nổi? Căn phòng này nhìn rất giống là dành cho hạ nhân ở. Dù là vậy, nô tài thông thường cũng không chịu ở đây đâu. Chỗ này giống như nơi chứa đồ đạc ngày thường không xài tới vậy. Quý phi không sợ hoàng thượng biết được sao? Ta vốn là người đã được hoàng thượng sủng hành và bị dứt bỏ lại phía sau, dĩ nhiên quý phi sẽ không sợ. Chủ tử, người thật là ấm ức. Vừa đến là bị làm cho một trận, bị quý phi quở trách một hồi. Hơn nữa quý phi nương nương nói thật khó nghe, sao có thể nói người như vậy được. Chủ tử, hãy dùng bánh sữa bò. Chủ tử, hãy thường tại tới. Hải Lan. Tần thiếp, tỉnh nan nhàn phi nương nương. Đứng dậy đi. Không biết muội đã đi đâu, sao tối như vậy còn tới đây? Đổi chỗ mới ngủ không được phải không? Hãy dùng bánh sữa bò trước giờ muội thích ăn đi. Ăn thử đi. Ở trong cung chỉ có nhàn phi nương nương là nhớ tần thiếp thích ăn cái gì thôi. Mời hãy thường tại dùng trà. Đa tạ. Hải Lan, muội sao vậy? Tỷ không biết muội đã đi đâu, còn định là ngày mai đi xin hoàng hậu nương nương cho chúng ta ở chung nữa. Hoàng hậu nương nương nói Hàm Phúc cung rộng rãi hoa lệ, cho chủ tử đến đó ở. Nhưng quý phi là người không chịu tha cho ai, cho chúng tôi ở chỗ tệ hơn chỗ của hạ nhân. Nhưng mà tại sao lại đến Hàm Phúc cung? Cũng tại tỷ ban đầu không xin hoàng thượng cho muội ở chung. Hoàng hậu đương đương đã sắp xếp trước một bước rồi, đương đương cũng đành chịu vậy thôi. Chỉ vì chủ tử dễ tính quá nên hay bị người ta ức hiếp. Quý phi đối với muội như vậy, muội chạy đến chỗ của tỷ, cô ta sẽ không cấm kỵ gì sao? Cô ta có gì phải cấm kỵ chứ. Hiện giờ Hàm Phúc cung náo nhiệt vô cùng, ai ai cũng bỡ đỡ chuyện cô ta được đại kỵ phong quý phi. Tần thiếp chỉ hy vọng được ở chung với nương nương mà thôi. Tỷ cũng muốn như vậy đó. Ngày mai tỷ sẽ đi xin hoàng hậu nương nương. Nhưng nếu hoàng hậu nương nương không đồng ý, quý phi trách tội xuống. Thôi bỏ đi. Vậy muội hãy bảo vệ bản thân thật tốt. Nhàn phi nương nương cũng vậy. Hải Lan, ngày thường muội gọi tỷ là tỷ tỷ, nhưng còn bây giờ mở miệng ra là nương nương với thần thiếp nghe thật xa lạ. Dạ, tỷ tỷ. Thỉnh an xong rồi, nhàn phi có chuyện gì không? Ở Diên Hy cung đã quen chưa? Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Một mình ở Diên Hy cung có hơi buồn chán lạnh lẽo. Có thể cho Hải Lan
đến ở chung với muội được không? Quý phi đang được sủng, lại được dinh dự đài kỳ, còn Hải Thường Tại trước giờ không được lòng của hoàng thượng. Bổn cung đã nghĩ là nếu muội ấy ở chung với quý phi sẽ được gặp hoàng thượng thường xuyên, biết đâu sẽ được hoàng thượng để mắt đến. Bằng không cả đời muội ấy không được sủng phải cô độc qua ngày sao? Hoàng hậu nương nương từ tâm, đây là điều mà thượng thiếp đã không nghĩ đến. Chiếc vòng này là lúc chúng ta ở tìm đệ, bổn cung đã tặng cho muội và quý phi sao? Phải. Bổn cung tặng cho hai muội đôi vòng ngọc này là muốn nói với hai muội, giữa đôi bên phải có lòng thân hảo, cho hai muội hiểu rằng cùng là phi tần nên không phân biệt cao thấp, đừng chuyện gì cũng so đo. Giờ đây muội đã chịu đeo nó hàng ngày, không uổng cho tấm lòng của bổn cung. Thần thiếp sẽ luôn luôn đeo nó, lúc nào cũng ghi nhớ. Hoàng hậu nương nương, đã đến giờ rồi, Lang Thế Ninh đại nhân đã đến Như Ý quán đợi người và hoàng thượng. Ừ. Thần thiếp cáo lui.